Như hồi nãy lúc đầu giờ cũng có nói là trong tất cả các câu hỏi thì mình sẽ lựa chọn ra những cái câu nào mà được mọi người vote nhiều nhất để đặt cho các diễn giả. Thì ở đây cái câu hỏi đầu tiên mà các bạn hỏi là yếu tố nào giúp xác định bộ KPI đặt ra là khả thi và có thể đạt được nhưng không phải là thấp so với khả năng có thể làm. Và câu này thì xin mời anh Michael sẽ trả lời ạ. Cái này nó hơi chung chung mà anh, tức là Hello. theo em nghĩ cái câu hỏi này có nghĩa là làm sao để mình đặt ra được cái bộ KPI mà đúng đắn dành cho một cái doanh nghiệp, và cái KPI này nó sẽ không làm cho, tức là cái goal của mình đặt ra nó không quá thấp, những cái So. mục tiêu mà mình muốn đạt được nó không quá thấp. Ok, À, dạ. hiểu rồi. Bây giờ như thế này ha. Mình đặt KPI mà một trong những cái lý do mà mình value trong cái chuyện gọi là mình thực hiện một cái campaign nào đó là mình quá tham trong cái việc mà mình xác định mục tiêu. Có nghĩa là tiền thì ít nhưng mà cái gì cũng muốn hết. Cho nên á, là coi như là khi mà mình đặt cái mục tiêu mà nó càng hẹp bao nhiêu á thì á, là cái campaign của mình nó sẽ có cái sự tập trung. Tập trung vào đó thì nó sẽ dễ thành công hơn. Ví dụ như là một số cái ông lớn rất là nhiều tiền, giống như là một cái công ty 6 tỷ đô vậy mà, nhưng mà khi mà vào thị trường thì những cái năm đầu, cho dù ví dụ Grab thì bây giờ nó vẫn báo lỗ đúng không? Có nghĩa là trong vòng vài năm thì cái mục tiêu doanh số nó vẫn chưa có. Nhiều công ty thì mới mới mở startup á, tại vì ít vốn cho nên là đặt đầu tiêu, đặt cái chỉ tiêu ngay từ ban đầu là phải có lời rồi, cho nên là nó hơi vội vàng. Nó dẫn đến cái mục tiêu của mình nó rộng cho nên là mình không có tập trung. Đó là cái điều thứ nhất ha. Cho nên cái đầu tiên xác định bộ KPI là khả thi thì mình phải đặt cái mục tiêu đúng cái đã. Tương ứng cái mục tiêu đúng đó mình sẽ cho ra cái bộ KPI đúng. Nếu như mà mình ít tiền thì mình đặt ít KPI thôi để mình phân tích và mình đào sâu nó. Và giống như là một cái câu chuyện là mình khi mà mình đưa ra cái KPI thì mình phải có trách nhiệm với nó. Nếu mình đừng có viết không rồi mình quăng vào sọt rác hoặc là mình để đọc cho vui thôi. Cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa là đặt KPI như thế nào là hợp lý thì nó liên quan đến cái vấn đề gọi là khi nếu như mình mới vào một công ty nào đó thì mình phải cần xác định một cái chỉ số là chỉ số benchmark. Chỉ số benchmark có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu như công ty startup thì mình phải cần gọi là 3 4 tháng đầu tiên để mình có cái sự trải nghiệm và mình sẽ thu về cái KPI, và cái KPI đó mình sẽ tham khảo một số cái nghiên cứu để đưa ra được cái chỉ số nào gọi là chỉ số hợp lý. Sau đó mình sẽ dựa cái đó và mình xét. Còn các tập đoàn lớn á, ngày xưa tôi làm á thì thông thường á nó sẽ lấy lịch sử của 1 đến 2 năm. Nó tùy vào cái sản phẩm, ví dụ như new collection mới thì cái xu hướng thời trang thì nó thay đổi rất là nhanh thì nó chỉ cần lấy 1 năm, nhưng mà Unilever thì nó có thể là cần 2 năm, cũng có thể là dựa vào con số 2 năm để lấy cái chỉ số về về benchmark. Thì sau khi mình có cái chỉ số benchmark đó mình sẽ biết được là cái chỉ số nào gọi là hợp lý thì nó sẽ không quá cao mà nó sẽ không quá thấp, và mình sẽ thấy được là cái lúc nãy tôi đưa các anh chị về cái chỉ số return on investment, nếu như mà nó thấp so với cái phần gọi là estimated là mình phải có một cái động thái ngay lập tức là mình phải làm cái gì rồi, mình phải điều tra rồi đó. Còn nhiều cái plan mà ví dụ như mình đặt ra xong rồi á rồi 2 3 tháng sau mà nó không đạt thì mình cũng kệ bà nó luôn, mình để đó. Thì mà cái đó thì mình nó sẽ không giúp cho mình được là mình sẽ biết được là cái nào gọi là hợp lý. Thì hy vọng là trả lời câu đó. Còn nếu như mà các anh chị mà có cái gì khác thì mình sẽ trả lời thêm ha. À đây nè, các cái step để xác định KPIs cho, và trong công ty ai là người đưa ra KPIs cho phòng marketing. Thực ra thì nó có 3 cái yếu tố để quyết định là ai là người đưa ra cái KPI của team marketing ấy. Đầu tiên là mình phải theo tiếng gọi của thị trường, đúng không? Đầu tiên là các bạn, nếu mà các bạn chưa kinh nghiệm nhiều ấy, các bạn có thể xem là trong cái lĩnh vực của bạn ấy thì ai đã là người đi đầu.
đúng không? Ai là người có thể là người đi trước các bạn, và bạn thể tìm hiểu xem là ok, ví dụ như bọn mình hay lấy cái benchmark là Grab ra, đúng không? Bọn mình làm Amu thì mình lấy benchmark. Và khi mình làm một công ty về đồ ăn hay là công ty về, thì mình lấy benchmark là Golden Gate hay là, đúng không? Thì Golden Gate thì ví dụ như họ đặt một cái, họ đặt một số cái KPI của team marketing là cái số lượng người dùng thông qua campaign của họ là như nào, thông qua các món họ phát hành ra là như thế nào. Đó, thì cái thị trường là cái đầu tiên có thể quyết định. Còn nếu như bạn mà kiểu cảm giác là cái người mà đi đầu thị trường của bạn nó không giống bạn lắm, thì bắt đầu bạn hỏi, phải mấy bạn chưa kinh nghiệm thì bạn hỏi người tiếp theo là người sếp của mình. Sếp của mình thì thường thì người sếp đã là người có thể, cái người CEO ấy, là người ta biết rằng khi tuyển bạn vào sẽ có vị trí gì trong cái công ty đấy và làm cái điều gì ở trong công ty để có giúp contribution vào trong toàn bộ cái của tổng thể của cả công ty. Và tất nhiên là ví dụ như cái trường hợp của mình thì hơi đặc biệt tí là mình vào nhưng mà sếp chả biết mình nên làm gì, chỉ biết là thiếu một cái phòng ban là marketing thôi không biết làm cái gì. Thì ok, nếu vậy thì mình sẽ ngồi xem lại những cái kinh nghiệm trong quá khứ của mình và mình bắt đầu dò. Tức là ban đầu về anh ấy không nói là mình chạy tuyển tài xế hay chạy tuyển cái gì đấy, thậm chí về phút đi ấy, lúc mình về phút đi ấy, thì mình phải hỏi lại các sếp xem là cái mong muốn của công ty là cái gì. Ví dụ như phút đi thì mong muốn là cái số review của họ, cái số lượng bán quảng cáo của họ tốt hơn. Thì ok, câu chuyện là mình tập trung vào traffic, vào làm sao có nhiều người dùng cái app đấy, có nhiều người sử dụng cái website đấy. Còn khi mà mình về một công ty như Now hay Lala ấy, thì Jackson thì mình làm marketing làm cách nào để người ta phải lên đấy đặt một cái đơn, phải request một cái order ở trên đấy. Hoặc là khi về Amu thì mình thấy là ok, là số tài xế là số chuyến đi, thì là số khách hàng tụi mình cần kèm về, cái số lượng tài xế mình cần đếm là bao nhiêu. Thì đấy là những cái mà mình tự xác định được trong quá trình mình. Thì tốt nhất là bạn nên đặt những câu hỏi đúng. Trong cái khái niệm của bọn mình mà mình làm ấy, thì bọn mình đặt câu hỏi ngược lại cho sếp: anh muốn điều gì, anh muốn công ty tăng trưởng cái điều gì, anh muốn công ty tăng về lợi nhuận, về lãi hay về tất cả mọi thứ. Thì từ đấy mình mới break ra được cái phần của mình là mình đóng góp trong phần nào, đúng không? Tuy nhiên thì có một số cái rule của marketing thì mình hơi đi và detail một tí, là ví dụ như là có một số công ty đại chúng, tức là cái khách hàng của họ đại chúng, tức là ai cũng thể mua được, thì marketing đóng vai trò là người thúc đẩy doanh số bán hàng, thúc đẩy về cái thị phần market share. Ở một số công ty mà khi mà cái sản phẩm của họ nó khá là niche, tức là nó ngách, giống như kiểu bạn đi mua cái máy bơm thì nó là cái thị trường mà không phải ai mua, đúng không? Hay là bạn này là mẹ bầu bỉm sữa, đúng không? Thì lúc đấy thì nó sẽ là có sự contribution giữa cái team marketing là team giúp cho người ta biết đến cái thương hiệu của bạn, lôi kéo khách hàng nhận biết đến thương hiệu của bạn. Còn cái người mà tạo ra doanh số lại là cái team sale. Đó. Còn nếu mà đối với một công ty B2B như mình thì gần như cái đội đóng vai trò quyết định trong cái việc tạo ra doanh số là đội sale. Còn marketing họ tập trung vào những cái phần liên quan đến lead generation, là kỹ thuật bên trong về những cái truyền thông, về email marketing, về inbound marketing, nó là cái gì. Đó. Thì nó sẽ đặc thù một số cái rule trick ở trong một số công ty là như thế. Ok. Xin cảm ơn anh Huy. Và câu hỏi tiếp theo là một câu hỏi về ngành thời trang. Thì trong ngành thời trang thì tập trung marketing vào kênh nào ngoài Facebook, và các nhiệm vụ thường xuyên phải làm trong ngành này? Thì câu hỏi này thì xin dành cho anh Michael ạ. Thực ra mà nói là có cái chữ ngoài Facebook làm tôi thấy mọi người có vẻ là đặt nặng cái phần là digital. Thực ra mà nói là digital thì từ xưa đến giờ thì không đóng vai trò nhiều trong cái ngành thời trang. Trong ngành thời trang người ta sẽ đặc biệt vào cái đầu tiên là nếu như mà brand lớn á, cái phân khúc mà tầm cao cấp á, thì người ta sẽ quan tâm nhiều đến đầu tư marketing cho xu hướng thời trang. Còn nếu như mà phân khúc mà vừa vừa và nhỏ nhỏ á, người ta sẽ tập trung vào cái hệ thống gọi là retail, và nó có thể attract được cái số lượng gọi là giống như là food traffic, như là nói, và cái cách mà decor VM. Còn các hoạt động về branding hoặc là các hoạt động để truyền thông trên internet, thực sự ra mà nói nó là cũng là một cái kênh. Nhưng mà bán trên Facebook thì thực ra mà nói là kể cả thị trường Việt Nam, thị trường trên thế giới thì cái số lượng nó không nhiều. Thống kê tôi tư vấn rất là nhiều công ty thời trang ở Việt Nam, nhưng mà chưa có công ty nào doanh số về e-commerce lại là có doanh số lớn. Có thể là confirm cái chuyện đó. E-commerce thực ra mà nói là tôi nói
chữ e-commerce nói theo các bạn thôi. Còn đối với tôi, cái chữ e-commerce nó không có ý nghĩa gì cả. Đối với tôi hay dùng một cái mà thông thường người ta bán hai kênh, là một là bán qua kênh website, có nghĩa là, hay là e-store, có nghĩa là trong cái một mình có một cái store mà nằm ở trên online. Cái thứ hai nữa là marketplace. Marketplace có nghĩa là mình mượn cái một cái nào nó có sẵn cái traffic á, để mình đưa hàng của mình lên đó mình bán. Thông thường sẽ hai cái kênh đó. Thì doanh số cho đến bây giờ nó cũng không có nhiều. Lý do tại sao? Tại vì khi mà người ta vẫn có cái thói quen là khi người ta mua hàng thời trang thì người ta muốn thấy bằng mắt và người ta muốn thử. Rồi thực ra mà nói là mình phải hiểu được là đi mua sắm là một cái trải nghiệm mang tính chất là giải trí nữa. Cho nên là mà đặt hàng online thì nó không có giải trí nhiều. Cho nên là đó là nó làm cho cái lý do tại sao mà cái kênh hệ thống retail nó vẫn quan trọng. Còn branding thì nó sẽ có một cái mẹo mà mình có thể share lại một số công ty làm, đó là thông thường á, những cái thương hiệu mà thời trang mới á, thì các anh chị biết là không có thể nào mà mình dễ dàng mà mình thuê những cái store ở trong một số cái department store đâu, kể cả mình có tiền. Bây giờ thương hiệu mình mới mình vào á, Takashimaya người ta cũng không cho mình thuê đâu. Mình chỉ được start, nếu như mà cái thương hiệu của mình mà nó đạt một số chuẩn á, thì mình chỉ được thuê một cái outlet nhỏ ở trong đó thôi. Và trong vòng 1-2 năm á, mình phải đạt được cái doanh số bao nhiêu đó thì người ta mới cho mình là mở một cái store riêng. Thì đó có một số cái rule ở bên Singapore nó lại gọi là càng khắt khe hơn. Đó là nó sẽ có một cái số cái tiêu chí đánh giá về sản phẩm, và thậm chí nó có nguyên một cái đội là listening về cái vấn đề về thị trường để nó đánh giá được là có cho cái thương hiệu đó vào cái department store của người ta không. Tại vì quan điểm của nó là tất cả những hàng trong đó nó cũng là một phần tác động đến cái thương hiệu của cái department store. Cho nên điều đó nó làm cho cái quy trình nó kiểm duyệt nó rất là khắt khe. Đó. Nếu như mà được đặt chân vào những cái department store là một trong những cái thành công lớn, và một là đó là mình làm branding luôn đó. Ở Việt Nam thì hay làm cách như thế này. Mặc dù lỗ là tè le luôn, nhưng mà vẫn còn cái cửa hàng ở đường Đồng Khởi á. Hay là nằm trong Vincom nhưng mà không có lãi. Không có lãi, hàng năm là chịu lỗ và lỗ rất là nặng. Nếu như mà muốn thuê một cái ở nơi Đồng Khởi mà khoảng chừng 300 đến 400 mét vuông thì số tiền lên đến hàng tỷ một tháng à. Cho nên là cái vấn đề là mặc dù người ta gọi là doanh số nó lỗ như vậy, nhưng mà người ta vẫn để ở cái cửa hàng đó làm branding. Có nghĩa là khi mà cửa hàng mình ở đó, có nghĩa là thương hiệu của mình sánh ngang với những cái nơi khác. Nó có một cái mẹo nữa như thế này nè. Nếu ở bên này mình bán giày dép đúng không, thì lựa cái thương hiệu nào mà nó bán áo quần á, mình nằm kề bên đó. Giày dép thì thông thường như là một số thương hiệu nó bán luôn giày dép luôn. Ví dụ mình bán về cái oil, mấy cái ví dụ như cái nước hoa đi ha, essential oil hay là một số cái mỹ phẩm đi, thì mình nằm cạnh với H&M hay là cạnh với cái nơi mà traffic nhiều á, thì mình hưởng lợi được từ đó. Cho nên đó, khi mà mình đi vào cái Vincom mình sẽ thấy rất rõ cái điều đó. Mình sẽ xem thử là bên cạnh cái Zara nó có cái nào, bên cạnh cái H&M nó có những cái store nào, thì nó đó là một trong những cái mẹo để mình có thể thấy. Còn nếu nói về kênh thì rất là nhiều. Nếu như mà chúng ta có tiền những phân khúc tầm lớn á, thì mình có thể là làm việc với nhà thiết kế, hoặc là có những cái buổi fashion show hay là những cái chương trình thời trang lớn để tạo ra cái branding. Và nó đi từ cái vấn đề về cái positioning nữa. Bây giờ mình sẽ thấy là cái H&M positioning của nó là nó rất là nhiều loại. Vào đó thì nó giống như là một cái siêu thị áo quần để mình mua cái đồ của nó. Thì nhưng mà cái đồ của nó thì 3 năm trước với bây giờ thì nó không có khác gì mấy. Nhưng mà vào Zara thì thực ra mà nói năm trước năm nay là mẫu nó đã thay đổi rồi. Rồi chất liệu vải của H&M nó cũng khác Uniqlo, nó khác Forever 21, nó khác với rất là nhiều cái hãng. Thì tùy vào cái positioning mình sẽ đưa ra được cái đầu tư về cái kênh chạy. Ví dụ Zara thì nó rất là creative, nó rất là mẫu của nó đổi liên tục, cho nên cái kênh nó cũng sẽ khác.
Còn nếu như mà nói về sâu thì phải nói là bạn cho tôi một cái thương hiệu nào cụ thể, rồi cái số tiền vốn mình ra cụ thể thì mình mới hình thành ra cái kênh. À, còn mình có ít tiền mà bây giờ đưa ra một tổ chức một cái fashion show, ví dụ như mấy chục ngàn đô, làm sao mình có tiền mình đưa ra đó. Hay là mình có nhiều tiền quá mà mình chạy một số cái kênh nhỏ 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 thì mình lại không có tác dụng nhiều trong cái việc mà mình tấn công vào cái mình top of mind vào cái thị trường. Xin cảm ơn câu trả lời của anh Michael. Thì qua đó thì cũng thấy được là không chỉ riêng thời trang mà tùy theo ngành nghề, tùy theo quy mô công ty và giai đoạn phát triển của công ty mà mình có thể lựa chọn cái kênh để marketing phù hợp, chứ không chỉ riêng gì có Facebook hay không. Và câu hỏi tiếp theo, làm thế nào để tính là lifetime value của khách hàng? Câu hỏi này thì nó cũng ngắn thôi nên chắc là kết hợp với lại cái câu ở dưới là sự khác biệt lớn nhất của KPIs cho service và product là gì? Câu này chắc dành cho anh Huy Trần ạ. Làm bài thiêu chủ đề nó dài á. Thực ra thì bây giờ mình sẽ chia cho các bạn làm hai loại sản phẩm nhé, đúng không? Một cái loại sản phẩm là họ dùng một lần duy nhất. Ví dụ như là có một số loại sản phẩm tương tự như kiểu xem như kiểu là điện thoại chẳng hạn, đúng không? Là họ mua một lần xong họ dùng mấy năm chẳng hạn, đúng không? Hoặc một số sản phẩm. Và một số sản phẩm khác là họ có cái tần suất đặt hàng. Ví dụ như đối với cả Shopee, Lazada hay là họ có tần suất đặt hàng trong từng cái đợt đấy, đúng không? Thì nó gọi là cái tần suất. Rồi, đối với những cái sản phẩm dùng một lần thì các bạn biết tính là dễ dàng rồi, đúng không? Một lần đấy họ chi trả. Xong rồi số liệu thị trường, ví dụ điện thoại dùng 3 năm một lần thay một cái, thì họ mua mười mấy triệu một cái thì coi như là mười mấy triệu là lifetime value của họ trong 3 năm. Thì cái tiền marketing của bạn sẽ nằm ở trong cái khoảng mà cái giá trị lãi công ty trừ đi phần indirect cost và direct cost mà mình đã nói lúc nãy, đúng không? Rồi, với cái sản phẩm mà nó có sự tần suất nhất định như kiểu các cái F&B, các cái công ty thương mại điện tử, thì đầu tiên là bạn phải tính được là cái tần suất của khách hàng là như nào. Thì các công ty về tech thì họ rất là dễ để tracking được là xem một cái người họ có tần suất là bao nhiêu, bởi vì là nó ở trên web hết à, đúng không? Từng cái hoạt động của họ thì mình biết hết là họ mua bao nhiêu, họ làm cái gì. Còn các công ty offline như kiểu là các cái quán ăn hay là các cái công ty ấy thì họ có một cái gọi là thẻ tích điểm đấy. Cái mục tiêu của thẻ tích điểm đấy chính là biết được cái số lần mà trung bình của họ đi qua được để tự đoán được. Họ tính được cái số, ok, một anh này ăn của tôi quán này một tuần 3 lần. Tiếp theo là họ tính được là cái chu kỳ khách hàng nó rời bỏ khỏi cái sản phẩm đấy. Ví dụ như mình đâu đó mình đến mới được thì khi mình chạy một cái coupon rất sâu cho những cái công ty như kiểu Now, Aha, Grab hay các thứ ấy, thì là 100% user vào, nhưng tất cả sau đấy thì còn 25% user. Và mình tính được khi nào tất cả số user đấy sẽ rời bỏ mình hoàn toàn luôn. Thì dựa cái và cái số tần suất là ok, một lần họ trung bình order 100.000, họ order một tuần 3 lần là 300.000, họ dùng mình 3 tuần rồi họ bỏ. Đấy, thì là cách cái mình tính được cái lifetime value. Thì trung bình các bạn cũng phải đợi khoảng độ tầm một cái startup hay là một cái công ty mới ra, bạn phải tính trung bình khoảng độ tầm ít nhất là 3 tháng rồi bạn có một cái ước lượng được là cái lifetime value của họ là bao nhiêu. Thì đấy là cái câu hỏi mà để tính lifetime value. Thì nhiều công ty mà họ cẩn thận ấy thì họ còn tính mất khoảng độ tầm hơn 2 năm cơ. Tức là để 2 năm thì họ mới ra được một cái số đấy. Mà trong thời điểm đấy là team marketing họ chạy ước lượng theo benchmark thị trường là chạy bao nhiêu. Rồi, cái câu thứ hai là câu đúng không? Sự khác biệt lớn nhất của KPI cho service và product. Ý của câu này là nói về hai cái loại sản phẩm khác nhau, một cái là bán dịch vụ, một cái là bán sản phẩm cố định, đúng không? Thì ví dụ như là ở công ty Ahamu là thực ra nói là hai công ty này đều bán service và product là khác nhau, nhưng thực ra là nó là một loại. Ở Ahamu, product chính là cái app của họ đang dùng, chính là toàn bộ cái tất cả những cái gì mà khách hàng trải nghiệm. Và cái product thì thực ra mình thấy rằng hai cái nó không khác biệt nhau đâu, nó không khác biệt nhau quá nhiều đâu. Ở những cái này thì mình ví dụ như service thì ví dụ như ở Ahamu thì bọn mình bán theo cái số chuyến đi của họ, đúng không? Thì cái này thực ra rất khó phân biệt đấy, mình cũng không biết là phân biệt các cách nào, bởi vì kể cả những công ty mình bán cố định như kiểu F&B là bán ra đồ ăn có sắp trên mặt bàn,
và những công ty làm về dịch vụ thì gần như nó không có điểm khác biệt quá lớn. Có chăng là, để mình nghĩ xem nào, ở một cái công ty service ý, thì cái margin, tức là cái lãi lợi nhuận của họ rất là thấp. Họ bán công sức là chính, đa phần là thế. Hoặc là họ bán vào cái công lao động của họ. Còn công của Brock thì họ bán chủ yếu là họ có dựa trên cái kênh marketing của họ nhiều. Đó, có chăng điểm khác biệt là thế, nhưng mà chung quy lại thì cái cách mà họ làm marketing nó đều tương tự như nhau. Và cái điểm mấu chốt đây là gì? Là khi bạn ở trong một cái thị trường nào đấy ý, thì kể cả bạn bán service hay product thì bạn phải xác định được cái điểm khác biệt của bạn so với đối thủ còn lại là cái gì. Và cái khác biệt đấy nó phải là khác biệt mà cái rào cản để đối thủ không thể trở thành như mình ấy. Ví dụ như ở Amu ấy, bọn mình vẫn sống tốt trong một cái thị trường mà ride sharing rất khắc nghiệt. Khi mình đi qua Indo, tất cả công ty và ride sharing chết hết. Chỉ có Zotic và Grab sống được trong cái thị trường đấy thôi. Thì bọn mình cũng sống được, nhưng mà cái tư duy phương châm của mình làm đi vào thị trường ngách. Tức là mình đánh vào khách hàng doanh nghiệp và họ bán online có nhu cầu ship hàng, và mình gần như bỏ qua tất cả khách hàng cuối, bởi vì đấy là điểm duy nhất khác biệt của mình với những đối thủ còn lại khi mình làm việc này. Rồi, cảm ơn. À, thực ra mà nói câu hỏi này rất là hay em. À, cái phần service và product thì theo tôi thì tôi thấy gọi là service nó sẽ tập trung vào một tổ hợp của nhiều cái benefit khác nhau. Và product nó khá là đơn giản hơn, có nghĩa là cái benefit nó nằm thể hiện trong cái sản phẩm mà. Cho nên nó là thông thường á, thì khi mà mình đánh giá cái loại KPI và cái quan trọng cái chỉ số mà satisfaction, cái chỉ số về hài lòng của khách hàng á, thì service nó khó đánh giá hơn rất là nhiều so với mình bán về product. Product cái feedback của nó khá là sustainable, có nghĩa là nó khó dễ dàng mình đo. Nhưng mà service á, nó phải là hai chiều, tại vì nó mang tính vấn đề về cảm tính rất là nhiều. Cho nên đó là mình phải lọc những cái cảm tính đó. Thông thường giống như là Huy nói là thông thường mỗi công ty nó sẽ có cái core value của nó. Thì nó phải bị được driving cái core value đó. Và sau khi mà mình dựa theo cái core value đó, mình sẽ chắc lọc lại cái feedback. Nhiều khi đúng sai do cái khách hàng nó cũng sai này, chứ không phải là lúc nào công ty cũng sai. Cho nên đó là khó cái phần lọc. Khó phần lọc. Còn cái bán, mình bán cái sản phẩm thì cái quy trình nó đơn giản hơn. Ví dụ như mình bán cái điện thoại thì ok, nó chỉ có một số cái dịch vụ kèm theo, mình niêm yết giá rồi mình đưa đồ cho người ta. Nhưng mà ví dụ như mình bán cái dịch vụ, ví dụ như dịch vụ làm vệ sinh đi ha, làm về vệ sinh thì nhiều người thì thấy gọi là à cái này là dọn sạch. Còn một số cái nữa là à bạn này dọn vẫn còn dơ. Đó, rồi cái này giá thì chê mắc, cái giá cá thì chê rẻ. Đến đúng giờ nhiều người là đến trễ 10 phút thì cũng thấy bình thường. Nhưng mà nhiều người là trễ mới có 1 phút là nói là không đúng giờ, ví dụ như vậy. Thì nó mang tính chất là rất là cảm tính. Và cái cảm tính nó gây ra cái vấn đề là mình không có mình phải lọc cái phần gọi là feedback để mình đo được cái chỉ số KPI. Ngoài ra thực ra mà nói rất là nhiều câu chuyện rất là thú vị về cái việc gọi là giữa service và product nó khác nhau trong cái việc mình định KPI. Bổ sung thêm một chút thì nói ra thì mình nhớ ra một số cái câu chuyện về hai cái khác nhau ấy. Thì bây giờ nó có cái trường phái gọi là marketing operation và marketing product ấy. Ví dụ như là đối với service ấy, thì ví dụ như ngày trước mình có tư vấn cho một số đội làm thẩm mỹ viện chẳng hạn. Thì nhiều khi là bây giờ ông nào cũng làm mũi mà giá như nhau. Đúng không? Thì bây giờ bảo là thôi bây giờ nếu mà đã như thế thì bây giờ mình nghĩ ra một vài cái cách mà làm operation nó hay hơn. Ví dụ như khi người ta booking để người ta làm cái mũi chẳng hạn, thì mình lại cho một cái chuyến free, một cái chuyến xe Uber hay là Grab, hoặc là mình tự thuê một cái xe nào đấy mình đến mình chở họ đi chẳng hạn. Nó tạo ra một cái điểm khác biệt nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà tạo ra cái service của mình nó hay hơn một chút so với đội khác chẳng hạn. Còn product ấy, thì nhiều khi nó là đưa ra một, tức là có một cái trường phái nữa là marketing product chẳng hạn. Ví dụ ngày xưa nếu mà mình xem một số cái phim mà từ hồi 9X của bọn mình là có cái phim cái gì Yumi tình yêu của tôi hay cái phim gì đấy chả nhớ lắm. Nhưng đại khái là họ có một cái cô gái này là cô ấy làm một cái công ty về mỹ phẩm ấy. Thì năm đấy là tự nhiên là có cái câu chuyện là cô này có cạnh tranh với cô khác ấy. Thì cô đưa ra một cái dòng son gọi là dòng son mùa hạ. Tôi không nhớ lắm nhưng là đại khái dòng son thành phố hay mùa hạ gì đấy. Nhưng đấy chính là họ tìm một cái điểm mà kiểu nhu cầu thị trường ấy, họ phân tích rằng là phụ nữ có cái xu hướng thích cái mùa hạ hay cái gì đấy, rồi là cái thành phố là như thế nào đấy, thì họ tung ra một cái sản phẩm mà nó phù hợp với thị hiếu thời lúc đấy, và họ dùng cái marketing để họ tăng cái nhu cầu của sản phẩm ấy lên.
thì nó gọi là cái trường phái marketing product, và hai cái này nó thể hiện rõ ở hai công ty. Khi mà cái marketing communication, tức là chạy quảng cáo hay là làm những cái hoạt động bên ngoài, nó không quá mạnh, thì mình phải tập trung vào hai cái vấn đề là operation hoặc là product, là sản phẩm của mình. Đó, cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn phần câu trả lời của anh Huy Trường và anh Michael. Vì thời gian thì cũng sắp hết rồi, cho nên là mình sẽ đến câu hỏi cuối cùng luôn nha. Tim có thể kéo lên trên đầu luôn để mình chọn cái câu nào mà được nhiều người hỏi nhất. Với tập khách hàng có sẵn và danh sách khách hàng thành viên, thì làm cách nào để gia tăng doanh thu từ nhãn hàng riêng ngoài việc trưng bày và các chương trình khuyến mãi? Không biết là câu hỏi này bạn muốn hỏi diễn giả nào ạ? Trong cái kỹ thuật của cái phần này thì mình sẽ chia sẻ hơi sâu một chút về kỹ thuật ấy để bạn hiểu ấy. Thì nó có một cái model mà mình đang làm ấy, nó gọi là RFM. AFM. Tức là nó bao bạn nên search trên Google, rất là cái đấy, mô hình đấy đấy. Mô hình đấy nó đánh giá một khách hàng qua ba cái yếu tố chính. Recency. Tức là cái thời điểm cuối cùng mà họ mua cái hàng đấy của bạn để đánh giá. Cái tiếp theo là cái frequency. Tức là cái tần suất của họ mua bạn có nhiều hay không. Cái monetary là cái số tiền bọn chi ra cho cái mặt hàng của bạn. Thì cả ba cái nó quy ra một cái score điểm. Tức là khách hàng mà dùng rất nhiều tiền này, xong rồi tần suất rất lớn, thì nó gọi là khách hàng, tập khách hàng champion. Với tập khách hàng champion đấy thì thông thường người ta sẽ không burn coupon, tức là không dùng mã trừ mãi chương trình vào đấy. Bởi vì kể cả bạn có mã hay không thì đội cũng vào, đúng không? Có một cái đội khác là có một cái tập thứ hai là tập mà mình gọi là tập thứ hai dưới cái đội mà champion ấy, tức là đội nhạy cảm về mã, nhạy cảm về coupon. Bạn phải segment rất rõ ràng, và trong từng tập nhạy cảm về coupon này có tập coupon khác nhau. Có người nhạy cảm về mã 50%, các bạn cứ chạy thử mà xem. Bây giờ tên bạn chạy thử một cái sản phẩm 50%, thì tất cả những cái người mua hàng 50% là họ nhận rất nhạy cảm về mã 50% của bạn, tự nhiên đúng ngày đặt hàng. Nhưng lại có những người chỉ 40% là họ lên rồi, chỉ có người 30% là đã lên, có người 20%. Thì đối với những công ty tech của mình ấy, thì cái việc mà mình xác định tập khách hàng như thế, nó giúp cho một cái việc là mình tối ưu được cái chi phí khuyến mãi, tối ưu được cái chi phí burn và coupon. Còn đối với những cái công ty mà như kiểu là F&B, thời trang, đồ điện tử, thì nó giúp cho các bạn có một cái tối ưu về mặt là khi đến cái mùa sale. Ví dụ như về F&B chẳng hạn, đúng không, mình nói về F&B là trung bình cái đồ của họ để trong tủ lạnh, ngăn đá, thứ để đông đá, họ dùng được 7 ngày, đúng không? Thì đến cái ngày thứ tư là họ phải nghĩ một cái chương trình khuyến mãi để đẩy tất cả các cửa hàng đấy hàng đấy đi. Và đến tuần sau họ nhập một hàng, một lô hàng mới về. Họ nhập một cái lô hàng mới về từ cái đám đấy. Thì bạn có thể nhìn thấy là ví dụ như cái Golden Gate ấy, thứ hai hàng tuần, nếu bạn nhìn thấy các cái công ty mà bán đồ ăn ấy, thứ hai hàng tuần họ mà đẩy một cái chương trình ăn trưa mà giá rất là bằng một nửa bình thường ấy, là họ đang muốn đẩy cái item tồn kho của họ đi. Đó. Thì cái tiếp theo đấy là cái việc mà bạn phải phân được tập khách hàng nhé, nhạy cảm với mã nào, họ thích cái gì, cái thói quen hành vi của họ là sao. Tiếp tục là bạn phải hiểu được một cái điều nữa rằng khách hàng nó sẽ tương tác với bạn qua kênh nào, đúng không? Mình có chia sẻ lúc đầu ấy là có kênh notification là làm cái gì, kênh email marketing làm cái gì, kênh kia làm cái kia. Bạn đừng nghĩ bạn cứ có coupon bạn đăng lên bán, bạn cứ mầm như thế, đúng không? Thì mình bảo là có một cái hiện tượng là hiện tượng ignore. Khi bạn nói về vấn đề đấy quá nhiều thì người ta bắt đầu nhìn thấy cái của bạn là chắc chán rồi. Bạn cứ vào cái email marketing hàng ngày, bạn thấy một đống cái spam hàng ngày, thì bạn cảm giác là bạn không muốn check các cái email marketing spam này nữa. Thì bạn phải nói đúng người, đúng kênh, đúng mong muốn của họ. Ví dụ như nếu mà bạn có tập khách hàng mà là già thì họ không dùng điện thoại mấy, đúng không? Bạn phải giao tiếp bằng direct sale, bằng offline marketing, bằng cái gì đó, đúng không? Với tập khách hàng trẻ trung hơn thì họ dùng điện thoại nhiều hơn, thì bạn có thể dùng những cái SMS, dùng email marketing, dùng fanpage, đúng không? Và nếu với những khách hàng trung thành thì bạn có thể build một kênh như của mình ấy. Mình tiếp biết được là những ai là những người dùng nhiều nhất của mình, thì mình build một cái group riêng, build một cái group riêng. Sau mình chăm sóc cái khách hàng trong cái group đấy là những khách hàng này. Với những cái người mà họ bỏ tiền rất nhiều vào mình ấy, họ không cần khuyến mãi đâu.
cái cần là cái service của họ phải tốt hơn những người khác, họ phải được treatment đối xử đặc biệt hơn những người khác. Đó thì cái quan trọng ở đây cuối cùng là gì, câu chuyện là gì, ba yếu tố để làm cái việc này: tập khách hàng nào, kênh nào, và một cái nữa là cuối cùng là cái đấy thì mình chắc là để lúc nào là nội dung là gì. Đó, concept nội dung là gì và khuyến mãi bao nhiêu. À, bây giờ mình nhắc lại để cái câu hỏi này cho nó dễ hình dung hơn, đó là cái cách để mình acquire được khách hàng mới đúng không, nhưng mà không sử dụng là việc trưng bày hoặc là các chương trình khuyến mãi, đúng không? Em tăng doanh thu, tức là em muốn một khách hàng quay mặt họ phải mua nhiều lên, hoặc là trong cái đơn hàng của họ cái doanh thu về cái nhãn hàng riêng của bên em nó sẽ tăng lên thay vì họ mua của các nhãn hiệu khác có trong chuỗi cửa hàng bên em. Đó, nếu như mà bác là cái câu chuyện gọi là khi mà mình cái mục tiêu của mình rộng như vậy á, thì cái giải pháp của mình nó sẽ bị loãng. Bị loãng. Tại vì bên em á, nó rất là tập trung. Thứ nhất á, là bên em có là khăn giấy ướt dành cho trẻ sơ sinh. Thứ hai nữa là bên em có các loại máy chuyên là máy hút sữa, máy tiệt trùng, máy khử trùng bình sữa. Thêm một cái nữa là bên em có đồ thời trang. Thì cái này em đang muốn hỏi riêng về cho thời trang thôi, tại vì hai cái nhãn thì em đang làm khá là ổn. Rồi bây giờ là chắc là trả lời một cái là để mục tiêu để mình tăng cái số lượng khách hàng mới đi nha, rồi từ khách hàng mới rồi mình gọi là tăng doanh thu sau. Tại vì cái mục tiêu mà tăng doanh số á, mà tăng doanh số thực ra mà nói trả lời 2-3 tiếng nữa cũng không hết đâu, cho nên là mình sẽ nói nhỏ cái vấn đề. Thì cái chiến lược mà để đạt được cái số lượng mà khách hàng mới á, thì nó sẽ có một số cái best practice trong cái ngành thời trang. Đó, thì cái giống như là bác là một cái câu chuyện được là hầu như là khách hàng đều có nhu cầu về thời trang cả. Chỉ có một cái là mình chưa có convert nó thành cái nhu cầu sang cái nhu cầu của mình. Có nghĩa là khách hàng nó đã có rồi. Nhiệm vụ của mình là mình neutral cái lead đó, nó biến thành một cái là một cái hot lead theo ngôn ngữ của sale, đúng không? Rồi, thì để mà neutral đó thì nó phải có cái hoạt động là nhắc đi nhắc lại. Đó, tôi hay đùa đùa là giống như là hầu như á mấy em từ 20 đến 35 tuổi là đều có bồ rồi. Nhưng mà giống như là người ta đã có một cái nhãn hàng người ta ưa thích rồi. Cái quan trọng là bây giờ mình biến những người đó thành khách hàng của mình, đó là biến những em đã có bồ rồi thành của mình. Có nghĩa là khi mà có bồ rồi thì mình không có đụng với cho người ta, nhưng mà khi mà nó ngưng có bồ tới là mình phải nhảy vô. Để làm được cái chuyện đó thì mình có một cái giai đoạn là nuôi dưỡng cái động tác này. Mình sẽ không biết là khi nào nhu cầu người ta thay đổi, cho nên công tác mà nuôi dưỡng nó phải xảy ra được liên tục. Thì cái đầu tiên khi mà mình tìm khách hàng mới, nó phải có cái độ repetition cao. Đó, nó sẽ cao bằng các nhiều kênh khác nhau. Nhưng mà tất nhiên khi mà mình nói một cách tinh tế là người ta, ví dụ như người ta đã có người yêu rồi, mình vô mình tỏ tình là thằng kia nó quánh mình chết. Nhưng mà mình vào á, mình cứ giống như hỏi han, giống như em gái mưa á, thì cái đó thì không thành vấn đề gì cả. Đó, thì cũng giống như cái cách mình đối xử với khách hàng, mình đừng có bán cái gì cả. Mình chỉ offer cho người ta một cái hoạt động, ví dụ như là chương trình thử size miễn phí, ví dụ thử size áo ngực miễn phí, ví dụ như thử áo quần miễn phí, hay là mình có cái offer gì cho người ta. Mình không offer bằng chương trình khuyến mãi thì mình offer cái khác, nhưng mà mình phải nghĩ cái gì phải offer cho người ta. Và suy cho cùng á, con người nó phải có một cái là khi mà mình tương tác với họ á, cái đầu tiên người ta nghĩ là what's in it for me, có cái gì cho tôi không, rồi thì tôi mới tiếp tục nói chuyện với anh. Thì cho nên đó là khi mà mình gửi một cái email nào đó thì mình tương tác ra là ngại, rất là tránh cái chuyện là mình bán hàng một cách là direct mà cũng không có gì để dụ người ta hết. Đó, thì cái giai đoạn đó mình cần phải nhiều kênh, mình có ít tiền thì mình cũng có nhiều kênh khác nhau. Cái mảng thời trang á, ngoài cái việc mà trưng bày ra, mình có thể làm rất nhiều kênh về digital. Ví dụ như vậy, activation, rồi mình làm clip viral cũng được, phân cũng được. Đó, rất là nhiều thứ. Cái thứ hai là mình dùng cái tệp khách hàng có sẵn, giống như lúc nãy mình nói là để người ta lan truyền cái thông tin đó cho mình, bằng cách là mình dùng chính người đó, nhờ người ta hỗ trợ. Tất nhiên hồi hỗ trợ đó nó sẽ có một số cái technique để mình làm. Đó, thì đó là một số cái cách mà làm ở trong ngành thời trang, nó là như vậy.
Còn mọi người đừng có quên là yếu tố về khi mà mình làm branding nó rất là quan trọng trong ngành thời trang nha. Tại vì khi mà ở trong ngành thời trang nó có cái này nữa, thương hiệu mà của mình mà không nổi tiếng á, không có trên thị trường thì cho dù rẻ người ta cũng không mua. Thực ra mà nói người ta mua cái đồ của người ta rồi. Nếu quan trọng nữa là các bạn thấy là nhiều người là không chịu cắt cái logo mà cứ để cái logo ra ngoài để cho người ta thấy. Cái túi LV á, nó phải có cái chữ LV ở đằng trước mặt á, người ta mới mua. Còn cái chữ LV mà người ta không thấy mà nó nhau giấu ra đằng sau thì cái mẫu đó rất là ít bán được. Thì ngoài ra cái gọi là cung cấp cho cái benefit đó thì mình cũng nghĩ được là cái giá trị gọi là personal value nó cũng rất là quan trọng. Khi người ta muốn chứng tỏ về cái đẳng cấp. Đẳng cấp ngoài cái chuyện gọi là mình mua cho nó vừa vặn nữa thì cái giá trị nó rất là lớn. Lý do tại sao một cái chai nước suối mình bán Evian bán tới 50.000 một chai, một cái chai còn Aquafina chỉ có 10.000 thôi, người ta vẫn mua. Nước thì ở đâu cũng giống nhau, nhưng mà cái nước đó nó sẽ có cái giá trị của người ta. Thì đó đó là một số chia sẻ trong cái lĩnh vực về thời trang ha. Ok, sorry, câu hỏi của mình hơi nhiều nhầm một tí, là mình tưởng là từ các chương trình khuyến mại, đọc không kỹ đoạn kia. Thì có một cái tactic ở trong MV thôi, mấy bạn áp dụng được không thôi, em không biết là áp dụng được không thôi. Thì mình có ba cái phương châm mà khi mình làm một cái chương trình marketing ấy. Thì đầu tiên cái thượng sách khi mà làm marketing ấy là sản phẩm của bạn và dịch vụ của bạn có gì khác biệt không. Hãy nghĩ những cái khác biệt cho nó. Ví dụ như cũng là món thịt viên của Golden Gate và của mình, thì mình lại nghĩ rằng mình cho khói lửa, mình cho cái này, mình cho cái kia vào. Cái trung sách của mình là mình tặng kèm. Nhiều khi là mình nghĩ ra một cái tặng kèm cái gì đấy hay ho và cùng, ví dụ như là ăn một món này thì nó không phải giảm giá, đúng không? Và cái cuối cùng, cái hạ sách ấy, nó là giảm giá. Thì cái giảm giá thì lúc nãy mình vừa nói, nhưng mà cái giảm giá là một nghệ thuật. Và mọi người đều nghĩ rằng giảm giá nó không phải, nó là một nghệ thuật rất lớn của các cái đội mà đang làm trên thị trường bây giờ. Đấy, nó là một cái rất gây nghiện và cũng có thể là không ai cũng phải biết dùng cái đấy đâu. Nha, cảm ơn. Một cái thôi để cho mọi người khỏi lộn về cái phần nếu như mà F&B á, thì mình sẽ nói đến cái vấn đề về điểm khác biệt. Nhưng mà trong ngành thời trang các bạn biết là hầu như không có điểm khác biệt. Người ta mua về cái positioning thôi, hoặc là một cái điểm nổi bật. Điểm nổi bật nó khác gọi là điểm khác biệt. Cho nên bây giờ mình hỏi là cái Mango với cái Forever 21 nó khác nhau cái gì, unique selling point là cái gì, thì không ai trả lời được đâu. Nhưng mà cái phân khúc đó nó chuyên bán cho đồ gì, cái positioning nó là gì, thì hình dung nó dễ hiểu hơn. Đó là tôi nói riêng ngành cái ngành thời trang thôi. Người ta không quá quan trọng được cái vấn đề về cái unique selling point. Xin cảm ơn hai anh. Bạn có câu hỏi nào dành cho những câu hỏi này luôn á thì em muốn chia sẻ hơn, tại vì em nhìn thấy câu hỏi này thì em thấy một cái có thể giải quyết được, đó là chương trình chăm sóc khách hàng trung thành sau khi mua. Thì chưa thấy mình đề cập tới là tại vì ở là trang F&B á thì cái chương trình chăm sóc khách hàng nó tăng tỷ lệ mình hơn rất là cao. Thì không biết là hai chương trình chia sẻ cái tip hoặc cái thành tích hoặc thậm chí là strategy để làm sao mà tăng cái chuyện hơn khách hàng với tệp khách hàng cũ như thế này. À, là câu hỏi khác rồi. Ok. Thực ra mà nói là chương trình chăm sóc khách hàng cũ trong ngành F&B hả? Thì tôi nói về ngành thời trang đi ha. Ngành thời trang đi ha. Rồi bây giờ cho nó liền mạch cái câu chuyện lúc nãy. Thì lúc nãy là mình mới nói là tìm khách hàng mới thôi. Còn bây giờ mình nói đến giữ chân cái khách hàng á, và tăng cái số lượng gọi là cái bill của người ta bao nhiêu á, thì nó sẽ có một số cái technique mình có thể xài. Thì thứ nhất là cái là ai cũng biết là khi mà mình vào nó sẽ có cái chương trình membership, là mình chỉ cần nhập cái số điện thoại là người ta biết là mình đã mua hay chưa, đúng không? Rồi người ta sẽ giảm giá, cái chuyện đó nó khá là cơ bản. Bây giờ nó có một cái là personalize. Có nghĩa là khi mà người ta bước vào ở Singapore, thì các bạn qua Singapore thì hầu như là rất là nhiều cái store người ta đã làm là khi mà bước vào mua sắm thì người ta đã biết mình là tên gì, người ta đã biết mình bận size bao nhiêu luôn. Có nghĩa là lý do tại sao người ta biết, tại vì cái đợt mua trước mình vào người ta nó sẽ quét cái mặt mình. Hiện tại bây giờ cái công nghệ mà nhận diện khuôn mặt nó rất khá là đơn giản, cho nên khi mình bước vào người ta đã biết mình tên gì rồi.
Khi mà bước vào, người ta sẽ đo cái thông tin và cái lịch sử mua hàng của mình để nó có một cái nó giống như là bạn nó là cái intelligence system á. Có nghĩa là cái phân tích thông minh, có nghĩa là dựa vào cái hành vi, dựa vào cái đặc điểm tính cách, dựa vào cái độ tuổi, dựa vào cái lịch sử mua hàng, người ta sẽ biết được là cái mối quan tâm của người ta hiện tại là cái gì. Và cái sản phẩm người ta có thể gợi ý, có thể là cái bạn là cầm một cái máy điện thoại là nó sẽ pop up lên một số cái mà cái sản phẩm nào mà có thể là gợi ý cho khách hàng luôn. Thì cái điều đó nó giúp cho cái khách hàng trung thành có thể buy nhiều hơn. Buy nhiều hơn. Và cái thứ hai nữa, làm branding rất là tốt, có nghĩa là mình được take care. Cái thứ tư nữa là cái câu chuyện mình nói chuyện khách hàng trong những cái chương trình training sales của các gọi là các store á, thì các supervisor đều huấn luyện nhân viên là thứ nhất là mình càng hiểu khách hàng bao nhiêu thì mình sẽ có cách tiếp cận nó nhẹ nhàng bấy nhiêu. Có nghĩa là không phải là mình vào mình nói là chị cần mua gì. Ví dụ như cái chị kia mà mình biết là chị chơi có sở thích là chơi yoga đi ha, thì mình sẽ hỏi khách hàng là lâu nay chị có chơi yoga đều hay không. Đó, khi mà mình hỏi những cái câu hỏi đó, tự nhiên mình giống như là mình lấy điểm liền. Có nghĩa là hơn nữa cái cách mà mình tiếp cận nó sẽ nhẹ nhàng hơn, và lúc đó nó chuyển thành một cái mối quan hệ giữa cái người bán hàng và cái người mua hàng, chuyển sang mối quan hệ bạn bè. Mối quan hệ bạn bè nó là một cái gì đó, nó là một cái thêm cái động lực để người ta mua hàng nhiều hơn. Đó là một trong những cái còn cái chương trình về một số chương trình để người ta nhìn nhiều hơn thì nó sẽ có hầu như chính sách khuyến mãi, rồi cái VIP Club vân vân thì rất là nhiều ở Việt Nam đều làm, nhưng mà chỉ chia sẻ là một số cái mà nó mới đây và nó có thể sử dụng rất tốt để có thể là áp dụng ha. Ok. Từ cái lúc nãy mình có chia sẻ về cái chăm sóc khách hàng với cái RM, cái AFM ấy, thì bây giờ mình sẽ nói sâu hơn một tí về cái những cái về cái việc gọi là chăm sóc khách hàng loyalty program. Thì đầu tiên rằng là các bạn sẽ hiểu rằng là khi các bạn cái brand của các bạn, ví dụ các bạn brand, mình sẽ nói hai loại brand nhé. Cái brand mà tất cả mọi đều dùng chẳng hạn như ở Coca-Cola đúng không, hay là một cái sản phẩm mà, ai cũng sẽ phải mua, ai cũng phải sử dụng. Thì thực tế có một cái tình trạng rằng sẽ có những người yêu cái brand đấy của bạn và có những cái người không thích. Có những cái yêu sản phẩm đấy của bạn và không yêu sản phẩm đấy của bạn. Thì bọn mình càng làm sâu ở marketing trong cái việc data driven thì bọn mình nhận thấy rằng là mình phải biết được cái khách hàng nào lúc đấy đến với mình ấy và họ sẽ ở lại là khách hàng nào. Đặc điểm tính cách của họ là cái gì. Ví dụ như trong Ahamu thì mình sẽ lấy case study cụ thể hơn để bạn nắm được tình hình nó sâu hơn ấy. Mình đang làm một cái chương trình gọi là mình muốn biết được xem là một cái tài xế mà trung thành gắn bó lái được nhiều chuyến xe, đặc tính của họ là như nào. Mình sẽ làm các cái survey rất sâu, mình sẽ vẽ ra các biểu đồ, các chart rất sâu để biết được là cuối cùng thì thực ra sẽ có những cái trực giác thôi. Nếu mà bạn làm theo chưa đủ quy mô như bọn mình thì bọn mình có thể làm theo hướng là nắm được cái khách hàng đấy là khách hàng nào và bạn tập trung tất cả sức lực của mình vào những cái mặt hàng như thế. Thì ví dụ như cái thành công của Con La La ấy, thì và Now ấy là hai cái công ty mà mình đang làm mà gần như không có một chút tiền quảng cáo nào, mà mình chủ yếu dựa vào chăm sóc khách hàng. Là gì? Cái tập khách hàng của mình hầu hết, cái tập của Now thì nó trẻ hơn, là những cái chị em phụ nữ độ tuổi trẻ trung. Còn La La thì ở ngoài Hà Nội mình đánh vào các mẹ bỉm sữa. Các mẹ bỉm sữa chỉ cần nhất mình chăm sóc họ cực kỳ tốt. Họ mình không cần phải quá nhiều khuyến mãi, không cần phải quá nhiều service, họ tốt hơn một tí. Rồi là khi họ complain thì mình ok thì em cho đơn này của chị đi nhanh hơn bình thường, là họ tự viral mình lên. Cho nên là khi mình biết được rằng là cái tập bỉm sữa nó tạo ra một cái quy mô và khối lượng rất tốt cho mình, một cái traction rất tốt ấy, thì mình tập trung rất nhiều sức lực vào cái độ đấy. Và những độ khác gần như là mình sẽ phân ra mức độ, tùy cái mức độ nó cái người đấy. Ví dụ như là trẻ hơn thì người ta sẽ thích trẻ hẳn sang, người ta thích hẳn sang Now chẳng hạn, bởi vì Now rất nhiều trà sữa đúng không, không đánh vào đội đấy nữa, bỏ qua đội đấy, hoặc thậm chí họ có thì rất bình thường thôi. Đó, tập già hơn văn phòng thì họ thích ăn trưa, cũng là tập của mình và cạnh tranh với Now một chút đúng không. Thế thì mình sẽ dành thêm một chút sức lực nữa, nhưng cuối cùng là mình vẫn hiểu cuối cùng rằng là cái khách hàng của mình là các mẹ bỉm sữa, thì mình xoáy rất sâu vào đội đấy và làm. Thế thành ra khi mà cái sản phẩm mình làm ấy, thì thậm chí có những cái trường hợp nó rất là điển hình là như này nhá, là họ inbox cho mình, họ đưa cho mình xem một cái email ấy: anh ơi, em vừa làm một cái chuyện này hơi kinh khủng. Bảo chuyện gì? Em gửi cho toàn bộ công ty, tức là em dùng email của em,
gửi cho toàn bộ công ty của em biết được không may la la có mã giảm giá là gì. Ôi giật mình mà thế này thì em đổi việc mất. Không sao rồi, không sao anh ạ. Em yêu quý brand, ok. Mà chỉ là mình bởi vì là mình chăm sóc họ tốt hơn bình thường một chút thôi. Đó. Thì cái điều đấy là cái điều mà mình nói về cái sâu hơn. Là hai phần. Khi bạn đã qua khách hàng, bạn phải hiểu khách hàng đấy với cả khách hàng tiềm năng thực sự của bạn hay không. Khách hàng dùng một lần hay bỏ đi. Giống như kiểu bây giờ cái phân khúc trà sữa của cái mảng đồ ăn ấy, nó là cái phân khúc chết người. Bây giờ cứ ông nào giảm giá sâu rẻ thì tôi nhảy vào, hết khuyến mãi tôi ra. Đúng không? Maybe khi công ty nó cần một cái lượng trà sân lớn để báo cáo nhà đầu tư hay báo cáo với cổ đông thì sẽ cần đến những cái để bơm coupon. Nhưng dừng coupon cái tất cả về vị trí cũ. Đấy, thế mình phải xác định rất rõ được cái khách hàng của mình tiềm năng là ai, mình acquire khách hàng nào. Rồi, cảm ơn.